Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì nhiều bạn hay hỏi Cường một câu là: anh Cường ơi, thì cái bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế kiến trúc thì bao gồm những cái hạng mục gì và bộ hồ sơ đầy đủ sẽ như thế nào, anh có thể chia sẻ cho em được không? Thì hôm nay Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị và các bạn về một bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc của bên công ty bên Cường thì là sẽ bao gồm những cái hạng mục gì và cái bản vẽ nó sẽ ra sao, để cho quý vị và các bạn biết và hình dung được cái bộ hồ sơ của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì Cường cũng xin phép là hướng dẫn cho quý vị các bạn về cái cách mà chúng ta có thể đọc được cái bản vẽ và hình dung được những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta đọc bản vẽ nha quý vị các bạn nhé, đúng không ạ? Thì đây là một cái bộ hồ sơ của bên công ty bên Cường, thì trung bình là một tháng của bên mình sẽ xuất ra trên khắp đất nước Việt Nam khoảng tầm 15 đến 30 bản vẽ như quý vị các bạn nhé, 15 đến 30 cái bộ hồ sơ như thế này, đúng không ạ? Đó, 15 đến 30 bộ hồ sơ. Đối với nhà vườn thì đây là một cái bộ hồ sơ là trung bình. Nó sẽ rơi động khoảng tầm 1 đến 1,5 cm, gần 2 cm, đúng không ạ? Còn trung bình những cái bộ hồ sơ mà nhà biệt thự tầng cổ 2-3 tầng thì nó sẽ tầm to dày như này nhé các bạn nhá. Nó sẽ dày, đây, trung bình nó sẽ dày như này. Đó, nó rất là dày, đúng không ạ? Và nó sẽ rất nhiều những cái hạng mục hay là khác nhau, phải không ạ? Thì đây là một cái bộ hồ sơ mà mình cũng vừa mới bàn giao xong. Cái đây là mùa 2, đúng không ạ? Thì là đây là cái công trình mà Cường đang vẽ, là một cái biệt thự nhà vườn, nhà một cái nhà vườn trong cách kiến trúc là tân cổ ra, Cường đang vẽ cho nhà anh Hùng, đúng không ạ? Nhà anh Hùng ở Thái Nguyên. Đấy, thì trong cái bộ hồ sơ kiến trúc ấy, thì bao gồm đầu tiên ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là nó sẽ có ba hạng mục chính. Hạng mục thứ nhất đó là hạng mục kiến trúc, đúng không ạ? Hạng mục kiến trúc đấy. Hạng mục thứ hai là hạng mục kết cấu, hạng mục thứ ba là hạng mục điện nước, đúng không ạ? Và có cả một hạng mục nữa, đó là hạng mục dự toán. Thì tùy vào các đơn vị thì chúng ta sẽ có chủ đầu tư yêu cầu thì nó sẽ có cái hạng mục dự toán riêng, phải không ạ? Thì hôm nay Cường xin phép và chia sẻ từng cái hạng mục một để cho quý vị và các bạn biết được nhé quý vị và các bạn nhé. Đây là cái bộ hồ sơ, các bạn có thể nhìn lại, đây là cái tờ bìa, trong tờ bìa có tên của công ty Cường, đúng không ạ? Có đóng dấu đó. Và đây là vào bên trong thì các bạn có thể thấy là còn có một cái khối 3D này lên, đúng không ạ? Thì trên cái phần 3D này thì là bên mình sẽ render ra cho thợ, thứ nhất là thợ hiểu được, thứ hai là cái màu sắc và hình dung được cái công trình của mình trước khi mà chúng ta đi vào mà chúng ta thi công cái công trình của mình các bạn nhé. Nên là đây, từ cái hình thức tỷ lệ, đúng không ạ, thì là bên mình sẽ chia ra thành cái hai giai đoạn trong quá trình làm việc. Giai đoạn 1 là bên mình sẽ thống nhất cái mặt bằng công năng cho quý vị và các bạn. Sau khi thống nhất mặt bằng công năng thì đến giai đoạn là chúng ta sẽ làm về cái mặt hình thức. Khi mà chốt xong và công năng và hình thức thì đến một cái giai đoạn cuối cùng, đó chính là Cường sẽ vẽ ra một cái bộ hồ sơ đầy đủ như thế này, đúng không ạ? Đầy đủ như thế này cho quý vị các bạn đó. Thì trong quá trình mà về giai đoạn 2 là vẽ cái phần phối cảnh này, quý vị các bạn có thể thấy được rằng là đây, ví dụ như đây là một cái phối cảnh công trình, các bạn có thể thấy được rằng nó rất là hài hòa về mặt không gian, tỷ lệ, đúng không ạ? Nếu mà các bạn mà tự vẽ hay là các bạn mà tự động mà thiết kế, đúng không ạ, thì cái về mặt hình thức của công trình cũng như là cái tỷ lệ về cái độ vát của mái, hình thức ra sao, phào chỉ như thế nào, đúng không ạ, thì là sẽ không biết được, đúng không ạ? Cái đẹp của mỗi người nó khác nhau. Thế nhưng mà cái đẹp của bên mình là khi mà được đào tạo ở trong trường là ít nhất là 5 năm, ra ngoài đời làm việc thực tế là thêm 10 năm nữa đó, và trải qua rất nhiều công trình, thì là cái đẹp của bên mình khi mà thiết kế ra nó sẽ phù hợp với lại thời gian, và nó sẽ không bị như kiểu là các bác thợ xây, đúng không ạ, là chắp vá mỗi chỗ một tí vào, đúng không ạ, phào thì cũng đắp mỗi chỗ một tí, từ những cái phào úp thìa hay là phào lõm ra sao đặt vào, cái tỷ lệ hình thức phào nó sẽ không được phù hợp, đúng không ạ? Đấy là cái giá trị bản vẽ mang lại nhé các bạn nhé. Đó, thì cái phần phối cảnh công trình các bạn sẽ hình dung ra được như vậy, đúng không ạ? Sau khi đến cái phối cảnh công trình thì là sẽ có một cái phối cảnh tổng thể công trình nhìn từ trên xuống, đúng không ạ? Đấy, đây là một cái bộ hồ sơ đầy đủ, thì Cường xin phép và chia sẻ rất kỹ cho quý vị để quý vị và các bạn là biết được. Và khi mà thiết kế thi công của công ty bên Cường ấy, thì quý vị các bạn là sẽ yên tâm hơn về cái bản vẽ và cái chất lượng bản vẽ của cái bộ hồ sơ nhé các bạn nhé, đúng không ạ? Đây ạ. Đây là anh ông Đỗ Quang Hùng, đúng không ạ? Chủ đầu tư bên mình là đơn vị thiết kế công ty cổ phần kiến trúc HCG, đúng không ạ? Đây là mình đang làm Phú Lương Thái Nguyên đấy các bạn nhé. Phần đầu tiên Cường xin mời các bạn cùng Cường xem, đó chính là phần bản vẽ kiến trúc, đúng không ạ? Thì trong cái phần bản vẽ kiến trúc đây thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là có các cái phần danh sách bản vẽ, danh sách bản vẽ. Thì đây là một trong những bản vẽ mà có gồm có 38 bản vẽ liền các bạn nhé.
Đó, thì mỗi một công trình khác nhau thì có cái số lượng bản vẽ nó khác nhau. Ví dụ như các bạn làm nhà 2, 3 tầng thì đương nhiên là số lượng bản vẽ này nó sẽ lên đến khoảng tầm 70, 80. Có ngày xưa còn vẽ những công trình nó lên đến khoảng tầm 200 bản vẽ kiến trúc cơ. Như quý vị các bạn nhé, thì đây là cũng là chỉ là một cái bộ hồ sơ nhỏ thôi, đúng không ạ? Đấy, sau khi mà các bạn xem trên cái mục danh mục bản vẽ này thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là nó sẽ có những cái bản vẽ như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể nói đến cái mặt bằng là tổng thể công trình. Và cái trong video này nhé thì Cường đầu tiên là Cường chia sẻ về hết cái danh mục bản vẽ cũng như là cái thiết kế của bên mình là bao gồm những gì và như ra sao như thế nào rồi. Sau khi xong cái phần mà chia sẻ về phần này thì Cường cũng xin phép là chia sẻ cho quý vị các bạn về một số những cái lưu ý trong quá trình mà đọc bản vẽ và đọc bản vẽ như thế nào nhé các bạn nhé. Thế nên là các bạn là hãy yên tâm và các bạn hãy xem video của Cường thì rất là có nhiều cái giá trị để cho quý vị các bạn có thể là áp dụng vào trong cái công trình nhà mình, phải không ạ? Đấy, bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn cùng Cường xem tiếp video. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể nói đến đầu tiên ạ, đây là cái phần mặt bằng công trình, đúng không ạ? Mặt bằng công trình thì có rất là nhiều những mặt bằng khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta có mặt bằng xây tường, mặt bằng bố trí nội thất, hay là mặt bằng bóc mái, hay là mặt bằng lát nền, đúng không ạ? Thì trong mỗi bản mặt bằng này thì lại sẽ có những cái điểm mà chúng ta cần phải đọc và cần phải chú ý, đúng không ạ? Thì Cường sẽ kết hợp với lại cách đọc bản vẽ luôn. Đó, cần có những cái cách chú ý, đúng không ạ? Về mặt bằng tiếp theo, hay là mặt bằng bố trí cửa, hay là bản thống kê cửa, đúng không ạ? Và các mặt đứng thì chúng ta sẽ có về các mặt đứng trục và mặt đứng trục bên, đúng không ạ? Và các hình dung các mặt cắt, đúng không ạ? Trong cái bản vẽ thì bao giờ cũng có những cái chi tiết như này nhé các bạn nhé. Đây ạ, Cường xin phép là chia sẻ rất kỹ để cho các bạn là hiểu được. Đấy ạ, các bạn ạ. Ví dụ như trong cái bản vẽ này thì sẽ có rất nhiều những cái chi tiết như chi tiết cột, chi tiết phào, chi tiết cửa, đúng không ạ? Hay những chi tiết họa tiết này, những cái ô vuông, những cái đố, đúng không ạ? Thì trước tiên chúng ta sẽ có ở trên cái phần bản vẽ kiến trúc ấy, thì các bạn sẽ thấy được là đây ạ, chi tiết sảnh chính, gọi chi tiết sảnh phụ và các chi tiết cột, chi tiết vệ sinh, đúng không ạ? Đó, thì trên các bản vẽ hoặc là chi tiết cửa vân vân, đúng không ạ? Chi tiết cửa, chi tiết các ban công, đó là những cái chi tiết. Thì đầu tiên các bạn đọc bản vẽ, đây là phần kiến trúc đây nhé các bạn nhé. Và đầu tiên thì Cường xin ví dụ như là cái bản vẽ mặt bằng chi tiết công trình KT02 thì các bạn hãy xem phần bản vẽ KT02 mặt bằng chi tiết công trình KT02, KT01, KT02. Trên cái bản KT02 này các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đã đim và rất chi tiết cái công trình. Nhưng mà để đọc cái bản vẽ để thi công ấy thì là các bạn cần phải biết được cái quy trình thi công cho cái công trình nhà mình, phải không quý vị các bạn? Còn cái bản vẽ này thì là sau khi mà các bạn lên móng xong thì các bạn mới đọc cái bản vẽ này để kết hợp với lại bản vẽ kết cấu nó mới ra được cái công trình nhà mình nhé các bạn nhé. Đây là một trong những cái lưu ý đầu tiên, đúng chưa ạ? Lưu ý đầu tiên là các bạn cần phải biết được cái quy trình mà các bạn đọc cái bản vẽ là cái thứ nhất, và quy trình mà các bạn xây dựng là cái thứ hai để các bạn kết hợp và các bạn đọc được, đúng không ạ? Thì trong cái bản vẽ mặt bằng chi tiết này nó sẽ ghi rất rõ từ những cái kích thước cửa ra sao, rộng phủ lòng như thế nào để cho các bác thợ khi làm và xây xong được, đúng không ạ? Thứ hai, Cường sẽ dở một cái bản tiếp theo, ví dụ như là bản lát nền KT07 cho các bạn xem, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dở đến KT07, KT06. Trên cái bản hồ sơ của bên mình nhé, các bạn hãy chú ý cho Cường là nó sẽ có là trên cái bản vẽ của công ty bên Cường thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là nó sẽ có là cái khung tên bản vẽ, đúng không ạ? Các bạn hãy đọc từ cái khung tên này thì là có cái chủ đầu tư là ông Đỗ Quang Hùng này, tên công ty, đúng không ạ? Và địa chỉ công ty, đúng không ạ? Và các giám đốc này, trụ trì thiết kế này, đúng không ạ? Và quản lý kỹ thuật, danh sách bản vẽ. Trong cái này thì có ngày hoàn thành là ngày giao hồ sơ, và cái bản vẽ KT này là cái KT00, đó chính là cái tên mà ký hiệu bản vẽ, đúng không ạ? Thì lúc nãy Cường bảo là mặt bằng lát nền KT07 thì chúng ta chỉ cần dở ra ở phần cuối màn hình này có góc KT07 này chúng ta xem, đúng không chưa? Thì trong cái bản vẽ này thì quý vị các bạn là khi mà đã các nhà thầu đã làm công trình thì quý vị đều biết được rằng là đối với bản vẽ lát nền thì việc đầu tiên là nó sẽ thể hiện được cái viên gạch đầu tiên mà chúng ta lát, tức là viên gạch định vị công trình, hay là chúng ta có ốp chân tường hay không thì đều có, đúng không ạ? Hay là những cái viên gạch là granite, đúng không ạ, là màu trắng sữa, hay là những cái phần gạch lạch gạch mà chúng ta lát ở cái nền vệ sinh này là bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ phải có, đúng không ạ?
đó, hay là cái phần gạch sảnh đúng không ạ, như thế nào thì là đều đều nó đều mô phỏng rất kỹ ở trên cái bản vẽ của các bạn nhé các bạn nhé. Và vấn đề tiếp theo các bạn cũng có thể là xem từ đây, ví dụ như các bạn hãy xem là chi tiết cột 01 KT23 thì chúng ta sẽ chỉ cần là dở cái bản vẽ, khi mà chúng ta xây lên phần cột để chúng ta hoàn thiện thì chúng ta sẽ dở cái KT23 đúng không ạ, chúng ta sẽ dở ra bản vẽ KT23 ra để chúng ta xem là trong cái bản vẽ này nó có những gì. Đây là trong những bản vẽ chi tiết cột của công trình. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là cái bản vẽ chi tiết cột thì là sẽ gồm có là cái kích thước chiều cao của cái cột là bằng 3m đúng không ạ, chiều rộng cái cột là bằng 7m, và kích thước hình thức cái cột đúng không ạ, đây là cái mặt bằng chi tiết cái cột đúng không ạ, và có một cái mặt cắt dấu cắt xuống mặt cắt 22, đây là mặt cắt 22 đúng không ạ, và mặt cắt 11 là cắt xuống bên dưới đúng không ạ. Và những cái chi tiết khi mà chúng ta đắp vào ra như thế nào, đấy, các khoảng giật là bao nhiêu đúng không ạ, các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây. Cường sẽ dùng cái bút để chỉ để cho các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Hay là cr này là 75 đúng không ạ, hay là cr này là 135 đúng không ạ, tất cả những cái phần mà bo cong như thế nào là bên mình đều vẽ rất kỹ ra cho các bạn. Và cái lợi thế cái bản vẽ của bên công ty bên Cường đó là đều mô phỏng một các cái bản vẽ chi tiết ra cho quý các bạn xem là đều có 3D hết nhá, thì các bạn sẽ rất dễ hình dung và rất dễ đọc cái bản vẽ của mình đó. Đây là một trong những cái lợi thế của bản vẽ của công ty bên Cường nhé các bạn nhé, đúng không ạ. Và các bạn có thể đọc tiếp theo, ví dụ như là cái chi tiết cửa KT33 đấy, Cường dở cái chi tiết cửa KT33 ra cho các bạn xem đúng không ạ, thêm 10 cái nữa ở đây KT33 này đúng không ạ, thì các bạn sẽ thấy được rằng là bản vẽ rất là chất lượng và nó rất là đầy đủ rất là nhiều những cái chi tiết. Mà để hoàn thiện một bộ hồ sơ như này thì là một người cũng phải vẽ, khi mà đã thống nhất được bản vẽ rồi, tức là khi mà đã thống nhất được cái phần 3D và phần mặt bằng công năng rồi, đến phần mà bổ chi tiết mà vẽ cái công trình như này thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian đúng không ạ, trung bình thì cũng sẽ mất được khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng các bạn nhé. Thế nên là các bạn nào mà mong muốn mà thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn để có được một cái công trình nó tốt, nó chất lượng, thì quý vị và các bạn nên là liên hệ với Cường sớm nhất để chúng ta sẽ có những cái công trình mà nó chất lượng như các bạn nhé. Tránh là chúng ta người Việt chúng ta là hay mắc một cái lỗi đó là nước đến chân mới nhảy, thì là thứ nhất là Cường cũng không thể nào mà làm được đúng không ạ, là không thể nào mà tư vấn nó kỹ, nó chuyên nghiệp cho quý vị các bạn được. Đấy là một cái mà nó sẽ làm cho những cái vấn đề nó sai sót nó xảy ra. Thế nên là các bạn là nếu mà muốn là tư vấn thiết kế thì các bạn hãy liên hệ sớm nhất với Cường qua số điện thoại là 0946 486 379 thì Cường sẽ trực tiếp tư vấn cho quý các bạn đúng không ạ. Và bên mình thì một tháng sẽ có rất nhiều những bộ hồ sơ được xuất đúng không ạ, trung bình là 30 bộ hồ sơ đấy. Thì trên cái bản vẽ này thì các bạn có thể thấy được rằng là cái chi tiết cửa ra sao như thế nào đó, và các bạn có thể thấy được rằng là khi mà cái bản vẽ của một người chuyên đi thi công cũng như là một công ty kiến trúc thì nó sẽ cực kỳ là chuyên nghiệp, rất rõ ràng cho quý các bạn nhé. Các bạn có thể là xem ở trên màn hình đây đó, bạn nào mà xem ở trên TV, bà con nào xem trên TV thì sẽ thấy rất là rõ đúng không ạ. Thì nó sẽ có là phần kích thước là bằng 650 nhân với lại 1750, đó là cái kích thước chiều rộng của công trình 650 nhân 1750. Thế nhưng mà bên mình đều ghi lại cái kích thước thông thủy là bằng 500 nhân với lại 1650. Đó, tức là cái kích thước mà thông thủy là cái kích thước phong thủy mà bên mình là cần phải tính toán để cho cái công trình của mình nó tốt nhất. Đấy, là những cái con số đẹp nhất nó rơi vào những cái cung quan lộc, những cái cung tài để cho quý vị và các bạn là yên tâm về vấn đề phong thủy nhé các bạn nhé. Đó, là cái giá trị bản vẽ mang lại là mọi thứ nó đều đúng cả nhé các bạn nhé. Đúng chưa? Đấy là phần về bản vẽ. Và những cái chi tiết hoa văn này, các bạn có thể thấy được rằng là từ những cái hình thức hoa văn bên mình cũng sẽ tính toán làm sao để cho thợ sắt là của các bạn là có thể làm được. Đó là về phần bản vẽ kiến trúc đúng không ạ. Phần thứ hai mà bản một bộ hồ sơ kiến trúc cùng bao gồm đấy, đó chính là phần bản vẽ kết cấu. Trong cái bản vẽ kết cấu thì sẽ bao gồm những cái bản vẽ gì đó, thì là bản vẽ kết cấu nó sẽ mô phỏng toàn bộ cái quá trình mà chúng ta là phần xương, phần cốt của một cái không gian, một cái công trình đúng không ạ. Và phần kiến trúc là phần bên ngoài, là phần da, phần thịt, là phần công năng. Còn là phần kết cấu nó giống như là những cái xương của chúng ta đấy không ạ, những cái đấy, đó là những cái phần khung của công trình. Thì trong cái bản vẽ kết cấu này nó sẽ bao gồm rất nhiều những bản vẽ khác nhau đó,
thì Cường xin mời quý các bạn xem. Ví dụ như là đầu tiên thì các bạn cần phải hiểu được cái quy trình thi công bản vẽ thì các bạn mới có thể là làm được, đọc được cái bản vẽ kết cấu các bạn nhé, đúng không ạ? Thì cái phần như thế này thì thường thường là sẽ rất dễ đối với lại các cai thầu, các cai thầu, những cái chủ đầu tư mà chuyên mà thi công, đúng không ạ? Như công ty bên Cường là đọc bản vẽ và quản lý và giám sát bản vẽ là rất là tốt và chuyên nghiệp. Đấy là cái lợi thế của một công ty kiến trúc đó. À, đúng không ạ? Thì bên mình ý, và cái lợi thế mà các bạn mà vẽ hay là thuê thiết kế của bên công ty bên Cường ấy, đó là chính là Cường sẽ trực tiếp mà làm việc với các bạn, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là Cường sẽ là người mà hướng dẫn cho thợ của các bạn hiểu được cái bản vẽ kết cấu đọc như thế nào, lưu ý gì của quá trình làm bản vẽ kết cấu. Và các bạn cũng là sẽ là người mà Cường sẽ là người mà giám sát cái công trình cho các bạn luôn. Tức là có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn sẽ chỉ cần liên hệ với Cường là có thể là Cường sẽ giải đáp luôn cho quý vị các bạn trong 24/7 luôn nhé các bạn nhé. Ví dụ như đây là phần mô tả cái móng đơn như thế nào và sắp buộc của cái công trình đấy ra sao, công trình của nhà anh Hùng như thế nào thì Cường đã ở trong video trước, Cường đã review cho các bạn rồi. Thế nên là các bác thợ cực kỳ dễ đọc bản vẽ nhé các bạn nhé, đúng không ạ? Bây giờ thì Cường xin phép là review tiếp cho các bạn xem cái bộ hồ sơ lần này, đúng không ạ? Xong rồi thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về vào cái khoảng không gian đó. Ví dụ đầu tiên là mặt bằng tường xây móng thì các bạn có thể thấy được rằng là nó sẽ có kích thước của các hố móng và kích thước của dầm, đúng không ạ? Đúng không ạ? Các cái hố móng này, ví dụ như đây là cái hố móng này là bằng 1m2, à đây là mặt bằng tường xây móng, trước đấy là có mặt bằng là chi tiết móng thì sẽ có là cái kích thước hố móng là 1m2 × 1m2, đúng không ạ? Và có cái dầm chạy như này, đúng chưa? Đó, thì khi mà thi công ấy thì là bước đầu tiên thì các bạn đều biết rồi, chúng ta cần phải làm sạch nền. Bước thứ hai là nếu đối với móng cốc thì chúng ta cần phải định vị tim cột. Bước ba là chúng ta sẽ phải rắc móng, rắc cái hố móng, và chúng ta sẽ phải tiến hành là cái công đoạn là đào những cái hố móng này, đúng chưa? Sau khi tiến hành đào cái đoạn móng này, đào hố móng xong thì đến cái giai đoạn là chúng ta sẽ bố trí sắt thép và làm dầm, đúng không ạ? Ghép cốt pha, làm dầm và đổ bê tông, đúng không ạ? Thì đấy là các cái công đoạn của làm móng. Sau khi các bạn xem xong, các bạn sẽ thấy tiếp theo nó sẽ có một cái bản vẽ, đó chính là cái bản vẽ về cái vấn đề là bố trí cái móng như này ra sao, kết cấu móng như thế nào, đó, bao nhiêu cái sắt, đúng không ạ? Bao nhiêu cái sắt, ví dụ như cái sắt này là cây sắt là phi 12A150 thì cùng có 8 cây, và cây sắt phi 6, đúng không ạ? Phi 6 A150, đúng không ạ? Và 4 cây sắt phi 16 là cây sắt cột, đúng chưa? Và cái dầm này thì trong này nó có ba cây dầm, ba cây sắt bên trên và ba cây bên dưới. Dầm này là dầm 500 × 220, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy được là Cường đã mô tả mô phỏng rất kỹ ở trên cái phần 3D như này, xong rồi Cường lại review lại và phần video cho các bạn. Ví dụ như là cái khoảng cách chân này là bao nhiêu, sắt nào là bên trên, sắt nào bên dưới, đúng không ạ? Và cây nào, ba cây như này là cái phi 16, đúng không ạ? Ba cây phi 16, trên ba cây phi 16 chẳng hạn, đúng không ạ? Và sắt đai này là phi 6 A150. Đó, và sắt này là phi 4 cây phi 16. Đó, các khoảng cách như nào thì lớp nào lớp trên, lớp nào bên lớp dưới thì trong cái video trước thì Cường đã review rất kỹ cho quý vị và các bạn rồi, đúng không ạ? Đấy, đấy chính là cái lợi thế mà khi mà các bạn làm việc với Cường, đúng không ạ? Và tiếp theo là trong cái bản vẽ kết cấu á, thì là đều không thể thiếu được, đó chính là phần thống kê cái phần bản vẽ sắt thép, đúng không ạ? Đây là cái phần ở đằng sau này. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có được các cái bảng thống kê này từ sắt móng, đúng không ạ? Ví dụ như là GM01, đúng không ạ? GM01 là có bao nhiêu cái đai? Đấy, có bao nhiêu cái đai? Đấy, đai phi 8, đúng không ạ? Bao nhiêu cái đai? 78 cái đai. Đấy, và cái khoảng sắt như thế nào? Đấy, GM01 là số lượng có 1, đúng không ạ? Đấy, kích thước là 1/4 1/4 20, thì Cường xin dở lại cho các bạn xem. Khi mà các bạn đọc cái bản tính sắt này thì các bạn sẽ dở ra cái GM01, đúng không ạ? Để xem. Ví dụ như đây, đây, các bạn sẽ thấy luôn, đó chính là cái GM01 là cái rằng đầu tiên. Đây, cái rằng bên này. Đó, mặt bằng tường xây móng là cái rằng móng đầu tiên. GM01 là có một cái, đúng không ạ? Kích thước ở đây nó chính là cái chiều rộng từ đoạn này sang đoạn này, đó là 11m, đúng không ạ? Đây là 11/4 20, một cái. Hay ví dụ như là Cường xin phép là chia sẻ cho các bạn là GM02 đi. 1, 2, 3, 4, sẽ có 4 cái GM02, 4 cái rằng GM02 và kích thước là 16/4 20, thì các bạn sẽ dở ra cái bản vẽ thống kê cốt thép này. GM02 đấy, số lượng là 4 đấy nhé các bạn nhé, nhìn rất kỹ nhé các bạn nhé.
và bao gồm là 16420 đó, và cái sắt đai sẽ bao gồm là 106 cái đai đấy, được chưa các bạn? Đó, rất kỹ và rõ ràng đó, nên là một cái bộ hồ sơ bản vẽ, cái giá trị của bản vẽ mang lại đó là thứ nhất là các bạn sẽ được tính toán rất kỹ từ phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, vân vân. Xong rồi thì các bạn lại còn được là biết được chính xác cái khối lượng sắt thép của mình như thế nào để quý vị và các bạn đi vào thi công nó dễ dàng hơn và quản lý thợ sẽ tốt hơn. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy được rằng là đây là sân mái này, thì là khối lượng mái này sẽ có bao nhiêu sắt như thế nào, dầm ra sao, thì là các bạn sẽ đọc được toàn bộ cái bản vẽ của mình. Đấy, những cái mà chúng ta cũng cần đi vào cái lưu ý, đúng không? Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ cùng Cường xem cái này, hai là cái phần bản vẽ điện và bản vẽ nước, thì trong đó thì có phần điện và phần nước nhé các bạn nhé. Đấy, đúng không ạ? Đó, thì các bạn có thể thấy được rằng là trong cái bản vẽ điện nước thì có rất nhiều bản vẽ khác nhau nữa. Ví dụ như là mặt bằng các bạn là bố trí ổ cắm ra sao, như thế nào. Đấy, tiêu chuẩn của một bộ hồ sơ bản vẽ kiến trúc nó cực kỳ nhiều bản vẽ, và nó cũng rất là nhiều những chi tiết nhiều để cho quý vị và các bạn là biết được. Khi mà các bạn đã có bản vẽ rồi thì bên nào sai, bên đấy chịu, nhà thầu sai, nhà thầu chịu, đúng không ạ? Tất cả các bản vẽ thiết kế của bên công ty Cường là đều là những kiến trúc sư làm việc lâu năm cho công ty của mình, cũng như là những người mà có kiến thức chuyên môn cực kỳ cao, học từ những cái trường đại học kiến trúc như là đại học nước ngoài ra nhé các bạn nhé, đúng không ạ? Đấy, nên là các bản vẽ cực kỳ là hợp lý, bố trí không gian thì ngay ngắn, ngay nắp đó, tất cả những cái giá trị đó là bên mình là đều mang lại cho các bạn những cái giá trị tốt nhất, đúng không ạ? Và cái phần mềm mà bên mình sử dụng là những cái phần mềm tiên tiến, đúng không ạ? Tiên tiến có thể giúp cho các bạn là tính toán mọi thứ nó đều đúng, đúng không các bạn nhé? Chứ chúng ta không làm bo. Chúng ta làm bo thì là sắt thép ra sao như thế nào ấy, là chúng ta cứ bo tính, xong rồi cuối cùng là khi mà lên cái công trình của mình ấy, thì là dầm giết các thứ là sau này nó sẽ bị nứt nát ra, xong rồi nó hỏng, thì cái công của chúng ta đập phá bản vẽ đi, đập phá cái bức tường đi thì nó cũng bằng cái giá mà quý vị và các bạn là để làm một cái bộ hồ sơ bản vẽ các bạn nhé, mà các bạn còn hình dung ra biết trước được nó như thế nào, đúng chưa? Nếu mà đi giữa biển đông mà bị lạc và không có la bàn thì chúng ta cũng cần phải có kiến thức chuyên môn đấy. Nên không có kiến thức chuyên môn cũng rất là khó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây là những cái mà Cường vừa chia sẻ cho các bạn, nó rất là hay. Hay là các bạn vẽ từ những cái đường điện, đường camera ra sao như thế nào thì các bạn có thể thấy được rằng là những cái camera này đặt những cái góc như nào thì bên mình cũng đều là tính toán để cho nó hợp lý nhất, đúng không ạ? Đấy, cái góc đầu tiên là ra ngoài sân. Đấy, có thể là đây phần này ra sân để kiểm tra cái gara ô tô của anh Hùng, đúng không ạ? Và phần này là phần đằng sau, đúng không ạ? Nên là tất cả những cái góc chết là gần như là không có. Đấy, có thể chúng ta sẽ bổ sung thêm một mắt nữa bên này, đúng không ạ? Đó là khi mà chúng ta tính toán, là khi mà bản vẽ nó ra, bản vẽ nó rất là đầy đủ, đúng không ạ? Hay là cái bản vẽ phần nước cũng rất là đầy đủ nha các bạn nhé, đúng không ạ? Đây bản vẽ điện nước, đấy, bố trí đường nước ra sao như thế nào, vân vân, đúng không ạ? Và cái lợi thế mà quý vị và các bạn mà là thiết kế một bộ hồ sơ bản vẽ mà làm việc cùng Cường ấy, là bên công ty bên Cường là có những chuyên gia phong thủy làm việc trực tiếp với Cường các bạn nhé, làm việc tại công ty luôn. Thế nên là các bạn là sẽ được tính toán chính xác cái công trình nhà mình là hợp với tuổi gì, mệnh gì, ra sao, cung nào tốt, đúng không ạ? Các cung tốt ra sao như thế nào. Đó thì là bên mình là sẽ trực tiếp là có thầy phong thủy làm việc với các bạn luôn, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái lợi thế mà các bạn làm việc với công ty bên Cường, đúng không ạ? Và bây giờ cũng là trong dịp Tết Nguyên đán thì Cường cũng xin gửi những cái lời chúc thân thương nhất tới quý vị các bạn. Chúc quý vị các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc quý vị các bạn luôn luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và nếu bạn nào mà đang xem video của Cường đến phút này thì Cường cũng xin tặng cho quý vị các bạn những cái gói quà, những phần quà rất là ý nghĩa trong năm mới này. Đó là Cường sẽ phép là tặng cho quý vị và các bạn một cái gói nội thất 50 triệu nếu khi mà các bạn ký hợp đồng thi công với bên công ty bên Cường, đúng không ạ? Là cái gói đầu tiên. Vấn đề thứ hai là Cường sẽ tặng cho quý vị các bạn một cái gói thiết kế cảnh quan phong thủy sân vườn với diện tích là 100m² đổ xuống nhé các bạn nhé. Nên 100m² đổ xuống. Các bạn nào mà thiết kế nhà mà xem đến video này thì các bạn là đều được Cường là tặng cái phần thiết kế cảnh quan. Nếu mà các bạn hãy bình luận dưới video kết nối với Cường thì là Cường sẽ đảm bảo cho các bạn là có rất nhiều những phần quà hấp dẫn và ý nghĩa, phải không ạ? Và Cường sẽ tặng cho quý vị các bạn về một cái gói phong thủy khoa học như quý vị các bạn nhé. Là Cường sẽ cùng với các chuyên gia phong thủy của công ty cổ phần kiến trúc HCG sẽ tính toán phong thủy cho quý vị các bạn để cho quý vị các bạn có một công trình nó tốt nhất, nó chất lượng nhất, nó yên tâm nhất, phải không ạ? Đó là những cái giá trị mà bản vẽ của công ty bên Cường mang lại.
Và vừa rồi ý, thì Cường cũng đã chia sẻ cho quý vị các bạn về một cái bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế kiến trúc thì bao gồm những cái bản vẽ nào và như thế nào là một bộ hồ sơ đầy đủ để cho quý vị các bạn biết được và các bạn là yên tâm trong quá trình mà thiết kế cũng như là thi công cái công trình của mình. Đúng không ạ? Trong các bản vẽ này vừa rồi ý, thì Cường đã chia sẻ rồi và Cường cũng sẽ nốt lại một chút nhé các bạn nhé. Đó là mỗi một cái phần bản vẽ này thì là đều là các bạn có thể là lấy ví dụ như phần cửa thì giao cái một bản vẽ phần cửa cho thợ cửa là thợ cửa sẽ làm đúng như thế là sẽ làm được, bởi vì bên mình đã tính toán toàn bộ là theo phong thủy và kết cấu nó chuẩn rồi đúng không ạ. Hai là các bạn ấy nếu mà làm phần sắt thì quý vị các bạn có thể giao những cái chi tiết hoa sắt ra cho bên hoa sắt thì các bạn đấy sẽ đến và kiểm tra và đo đạc lại và làm thì sẽ cực kỳ là chuẩn xác luôn đúng không ạ. Và các cái bản kết cấu tính toán sắt thép thì các bạn có thể biết được ước lượng được chính xác cái giá tiền của công trình của mình mang lại nhé các bạn nhé. Thì với bây giờ thì Cường cũng sẽ là kết thúc cái video từ đây. Cường xin chào và là quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn là hãy giúp Cường là nhấn nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình đúng không ạ. Các bạn hãy nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất. Và các bạn hãy giúp Cường một điều nữa, đó là các bạn chia sẻ lên tường Facebook hay là Zalo, chia sẻ cho bà con ở cộng đồng ở chỗ nước ta, ở trong nước, quốc tế để biết đến những bộ hồ sơ bản vẽ, những cái công trình đẹp để chúng ta có những giá trị được lan tỏa rộng hơn. Và quý vị các bạn, Cường xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều về điều đó. Cường xin chào và lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.